Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube bạn Ngân. Các bạn ơi, đây là lần đầu tiên Ngân nấu chè đậu đen. Nhưng mà chắc cũng còn lâu lắm mới nấu lại vì nó quá thành công. Nghe ngược đời ha. Nhưng mà cái lý do là vì nấu xong nồi chè ngon như vậy mà không ai ăn. Vì bên này ấy, người ta cho là những cái gì thuộc về họ Đỗ là để cho những cái món mặn. Thế nên là Ngân đã phải ăn hết một cái nồi chè vì quá tiếc công mình nấu. Ăn xong mà không dám nhìn cái cân luôn á. Ngân xem nhiều cách nấu trên mạng và chọn cách này thấy rất ngon nên chia sẻ với các bạn. Đầu tiên là mình ngâm đậu qua đêm cỡ 8 tiếng, sau đó đem luộc lên trên bếp cỡ 30 phút. Luộc xong thì mình vớt đậu ra xào với đường. Theo cái công thức là tỷ lệ 1:1, nhưng mà ở đây thì Ngân nấu 200g đậu với 150g đường nâu. Mình xào qua xào lại cho cái đường nó ngấm và tan vào đậu. Nhớ là cho thêm một tí muối nhé. Công đoạn này thì cũng phải mất 20 phút. Khi mình thấy nó cạn nước á, thì bắt đầu mình đổ cái nước luộc lúc ban đầu vào và tiếp tục nấu khoảng 30 phút nữa. Nói chung Ngân thì hơi hối hận là đã không dùng cái nồi áp suất cho nó nhanh. Thế nên là mà ai mà không có thời gian á, thì đừng có nấu nồi thường như Ngân nhé. Trong khi mình ninh đậu như vậy thì mình cũng chuẩn bị cái nước cốt dừa. Ở Việt Nam thì nước cốt dừa có sẵn thì cũng đỡ. Ở bên này thì Ngân phải dùng cái nước cốt dừa lon. Ở đây thì mình dùng một cái lon là khoảng 400 ml. Mình cho vào một ít đường và một chút muối. Lúc mà gần sôi á, thì Ngân cho một cái muỗng bột năng mình khoáng sẵn với một tí nước để cho cái nước nước cốt dừa nó sánh lại. Mình để dành một ít để cho vào cái nồi chè luôn vì mình cũng không thích cái kiểu chè nó loãng á. Nhà mình thì đang sẵn một ít bột báng nên mình cũng cho vào cái lúc gần cuối vì cái bột báng này thực ra nó nở cũng rất là nhanh. Đậu đã mềm và đến giờ ăn thử rồi. Phải nói là nấu cái cách này á, thì hạt đậu nó còn nguyên, không bị vỡ. Và Ngân đã để trong tủ lạnh mấy ngày, ăn từ từ và thấy cái hạt đậu nó không hề bị cứng lại nhá. Và như vậy thì cái món chè đậu đen nước cốt dừa cũng gọi là thành công rồi, đúng không? Cảm ơn các bạn đã xem cái video clip này và đừng quên like và đăng ký kênh bạn Ngân nhé. Thank you and bye bye.